Trời ơi, cái hàu bánh mì làm gì ta? Rồi, hôm nay tôi sẽ làm món bánh mì caramel. Cả nhà cùng thực hiện với tôi nha. Món ăn này cực kỳ đơn giản, nguyên liệu rất là dễ tìm. Mọi người có thể tận dụng nhiều loại bánh mì. Ở đây tôi dùng bánh mì ổ tôi đang có sẵn nha. Tôi bỏ bánh mì vào chảo đảo đều. Khi mọi người thấy cái bánh mì nó vàng đều như vậy là được nha mọi người nha. Để làm món bánh mì hương vị caramel, tôi bỏ thêm tí đường, tí nước và thêm tí bơ. Ta nói là mùi thơm nó nhất cây mũi luôn mọi người ơi, thơm lắm luôn á. Đến công đoạn này tôi đun nhỏ lửa lại, rồi tôi cho 2 bụng sữa tươi không đường vào. Nhớ là sữa tươi không đường nha, chứ không là ngọt lắm á mọi người. Thế là xong thành quả của tôi làm mì mọi người. Tôi ăn cái nha. Ăn cái miếng bánh mì nó giòn giòn, mùi thơm của caramel và vị béo của sữa, và nó ngon nhất nách mọi người. Cả nhà cùng thực hiện món này nha. Và nhớ đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi để đón xem những video hay ho của tôi. Bye bye cả nhà.